Bossa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bossa Đa Huy đang có mặt ở Gia Cốc, Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương. Và hôm nay Bossa Đa Huy về đây để chia sẻ cho quý vị một tác phẩm tranh quê. Một cây tranh quê đã vang bóng một thời và lâu lắm rồi không xuất hiện. Thì cây tranh quê đó của anh Lam tại Thanh Miện. Cây cũng đã tham dự rất nhiều cuộc triển lãm lớn rồi, nhưng cũng lâu lắm không xuất hiện. Cây xanh quê đó thì ngay trước mắt quý vị, một cây xanh quê ngồi đá thả nước. Hiện nay thì Bossa Đa Huy cái bóng tàn chiều cao, Bossa Đa Huy ước chừng cao khoảng gần 2 mét. Đa Huy nha. Hai là đang đi triển lãm, một trước đó là vâng. Anh có thể nhớ hai gì? À 9899. À gần 30 năm. Cháu nhà anh là mới được có 5 tuổi. Đấy cháu ấy là chia sẻ là mình tham dự triển lãm ở tỉnh Hải Dương, triển lãm ở tỉnh cái năm đó là hai bố con đi về đằng trước, hình trước cây nào, về trước cây này, về trước cây ra ảnh mang triển lãm 2012 phải không anh? Vâng đúng rồi đấy, tấm hình đây đúng không đấy. Ở trong vâng lại mai xong cũng như thì bắt đầu mới lại lại để có trong bước là nhà trong để sau đó xây dựng tập nhà ngoài. Anh ấy đang xây dựng cái công trình ở nhà trong quý vị nhé. Đây là cây đang chuyển ra ngoài trước cửa của nhà ngoài.
mấy năm đuôi đất à, cho đất à, mới sang đây gỡ ra lên nhìn như này. Rồi rồi. Cái này thì thả nước anh Nam. Nước. Thì cái vâng, thì cây anh ấy cho vườn trong thì hiện nay cũng hơi thiếu ăn một chút, thì cây này chăm chút thì là được. Quý vị nhìn thấy cái tấm ảnh thì quý vị biết 2000 đẹp như thế nào. Và hôm nay thì Bò Sát Huy được anh Nam giới thiệu và chia sẻ một cái cây anh ấy đã tham dự triển lãm lớn từ 2012. Anh ơi, cây này cái chậu mà hai là ở nhà công nhà mình thì khi đó là lúc mình chuyển ra quá là một cái đế này chuyển diện này, cái chậu bẻ này chuyển diện đó chuyển diện nhà mình cũng chỉ mang một thằng. Vâng ạ. Còn là các cái lần khác thì mình mang những cái cây khác. Vâng. Tham dự cây này. Báo cáo. Thế là mới mang duy nhất triển lãm thành phố tỉnh Hải Dương, Festival Đồng bằng sông Hồng năm 2012. Rồi hôm nay thì Bò Sát Huy xuống tư gia nhà anh Lam, được anh Lam bật mí một cây xanh quê cũng đã ẩn danh lâu, và hôm nay chia sẻ cho quý vị. Và thước phim chia sẻ một cây xanh quê của anh Lam đến đây thì xin phép được tạm dừng. Bò Sát Huy chào anh Lam nhé. Chào Bò Sát Huy, xin chào cả nhà nhé. Và Bò Sát Huy cũng xin được chào quý vị khán giả, và sẽ trở lại với quý vị trong thước phim sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.